On the one hand, it is believed that advertising affects the choices. Nếu như theo cái này thì cô bảo là câu đầu tiên là con phải giới thiệu cái ảnh hưởng thứ nhất của quảng cáo đối với cái lifestyle của chúng ta, vì luôn luôn phải bám chắc cái đề bài. Đề bài người ta hỏi chúng ta là những ảnh hưởng của quảng cáo là gì đối với lifestyle, những ảnh hưởng của quảng cáo là gì, luôn luôn phải nhớ là phải trả lời được câu hỏi. Nhưng người ta hỏi là what effect does it have on our lifestyle? Ảnh hưởng của quảng cáo là gì? Đó, thì cô yêu cầu câu đầu tiên là introduce main idea, tức là cái ảnh hưởng của quảng cáo là, ảnh hưởng đầu tiên là believe that after affect the child, eat it under user chest to produce when then body won't be so faster. Nào, cái này chưa nói đến ảnh hưởng. Con viết rất là hay nhưng mà sẽ bị đánh là lạc đề. Lạc đề, con đang chỉ muốn nói, con đang chỉ nói là ví dụ câu số 2 này. Không nói được ảnh hưởng như thế nào mà con đang viết rất là chung chung. Đúng không? Câu 1 nha, con nói là quảng cáo ảnh hưởng đến lựa chọn này. Đúng, vẫn chủ điểm quảng cáo nhưng mà mình đang cần viết là ảnh hưởng cơ, ảnh hưởng như thế nào cơ. Đó. Thì cái ý đầu tiên của chúng ta đang viết là khi mà các celebrity tham gia vào quảng cáo thì nó sẽ ảnh hưởng. Thì chúng ta phải triển khai cái ý đấy. Undeniable that user just to produce when advertised. Đó, con vẫn viết về chủ điểm quảng cáo nhưng con chưa viết về ảnh hưởng. Xong là sản phẩm sẽ được bán nhanh hơn. Viết rất là hay nhưng mà nó chưa bám chắc được cái ý đầu tiên là ảnh hưởng đầu tiên. Đó, mình đang nói là ảnh hưởng đầu tiên là do các cái celebrities, những người nổi tiếng, người ta tham gia vào quảng cáo và làm thay đổi cái lựa chọn sản phẩm của mình. Đó. Sau cuối cùng này, advertising product is profitable for business. Câu này thì lại rất tiếc là lại bị lạc đề. Câu này không hề nói đến quảng cáo ảnh hưởng như nào, mà nó là các sản phẩm nó có lợi cho các doanh nghiệp. Profitable for business. Ok. Vậy là nhớ đây, cái của cô đây này, cô hướng dẫn này. Câu 1 là giới thiệu cái major impact đầu tiên. Đó, major impact ở đây chính là khi mà các cái nhân vật nổi tiếng này tham gia vào quảng cáo thì nó làm thay đổi cái quyết định mua sắm của mình. Ví dụ như là mình đang muốn mua một cái áo phông hãng này này, nhưng mà mình thấy cái cô ca sĩ Ngọc Hà hoặc là Mỹ Tâm mặc cái áo này này, quảng cáo này, thế là mình lại muốn theo cô ấy, mình mua cái sản phẩm của cô Mỹ Tâm đấy. Thì đấy chính là cái sự tham gia của quảng cáo, nó làm thay đổi cái lựa chọn của mình trong sản phẩm. Ok, có bạn nào muốn gửi nữa không? Bạn nào có thể gửi được cho cô? Đấy, bạn Trang, bạn ấy cũng gửi này. Cô xem Trang viết nha. Những lúc luyện tập là những lúc rèn luyện. Các con cố gắng càng rèn luyện tốt thì lúc thi sẽ càng tiện lợi. Bài Trang. Đây. One major impact the effectiveness of. Đây cũng từ of. Of the advertisement is the participation. Đúng. It means that, cứ viết theo cái sườn này. Famous people influence our purchasing decision very strongly because they're usually the ones who create the style, the change of society. Đúng? Yeah. For example, I am a fan of a music band, so I often buy the product they create or they are the representative. À, câu này con cần phải viết cụ thể hơn, Trang nhé. Alo? Vâng ạ. Con ví dụ, ở đây con cho cô một cái tên ban nhạc đi. Đó, bởi vì khi đã là ví dụ thì bao giờ người ta cũng cần cái cụ thể. Con thích ban nhạc nào nào? Con nói là I am a fan of music band named, tên là, đúng không? Sau đó con viết là I often buy the product. Ở đây cụ thể con viết là cái gì ở đây? Product là cái gì? Sản phẩm của họ quảng cáo là cái gì ở con?
kiểu mỹ phẩm hoặc là quần áo à? À, ok, vậy thì chúng ta nên viết cụ thể hơn là I often buy the cosmetic hoặc the lipstick hoặc là the t-shirt hoặc là the clothes, đúng không? They design, họ thiết kế, hoặc là they are the representative, là đại diện. Đó, thì cái câu đấy khi con cho tên ban nhạc này, khi con cho tên sản phẩm này, thì cái câu của con nó sẽ cụ thể hơn. Nhá, ví dụ bao giờ cũng phải cụ thể. Rồi, câu tiếp theo của bạn là nói về ý kiến của bạn ấy này. For me, I feel this is a good way to promote product and stimulate buyers. Very, very good. However, because of that, we do not blindly follow the trend, but need to be responded with the quality that are good value for money. Excellent! Bạn viết rất là hay. Yeah. Yeah, đó. Thì đây là cái dàn ý để chúng ta viết nha. Cái câu này, chức năng của bạn chính là give opinion. Đó. Cái đề bài của nó là discuss this issue and give your opinion. Có một số những cái đề bài trong lúc thi người ta chỉ cần discuss this issue thôi. Người ta chỉ yêu cầu discuss thì chúng ta không cần cái câu này. Nhá, không cần câu này. Nhưng cái bài này người ta ghi là give your opinion thì chúng ta cần. Nhớ nhá, đọc đi thi là đọc đầu bài rất kỹ. Lúc nào người ta bảo give thì mình give opinion. Lúc nào người ta chỉ yêu cầu discuss thì chỉ đơn giản là discuss thôi. Ok? Cô sẽ cho một cái bài này cả lớp có thể tham khảo này. Đây. Đây là của một bạn. Đây, sinh viên viết đây. Các con có thể đọc. Ok. Nào. Để xóa cái này đi cho nó to ra. Đó. Các con nhìn họ viết. Đó. Đây là một cái bài, cái đoạn này viết trong một cái bài được 7 điểm rưỡi. Nhà. Nào, chúng ta nhìn các từ nối của họ này. Undoubtedly, advertising has been influencing choices of majority of consumers. This is because, đây là cái đoạn 2 rồi, từ từ đã. Cô muốn lấy cái đoạn 1 của nó là trùng với ý của chúng ta. Đoạn đây, đoạn 2 của nó trùng với ý của chúng ta là khi có các nhân vật nổi tiếng tham gia. Đây là ý của bạn là ý khác rồi. New slide nhé. Đây. Cái này thì bạn viết là ý đoạn 2 nhưng mà cũng như vậy thôi nhá. À, nó nói về các nhân vật nổi tiếng tham gia. Đấy, các con xem đọc đi nè. Another major effect of advertisement on people's lifestyle is when advertising company invite celebrity to act in their advertisement. Đó, tham gia đóng quảng cáo này. This especially influences the shopping trend of youngster. Đó. Who could possibly crazily imitate their idol's taste. Đó, ảnh hưởng đến cái trend mua sắm của giới trẻ. Đặc biệt là những người mà muốn bắt chước cái thị hiếu của idol của họ, their idol's taste. Ví dụ này, họ đưa ra ví dụ rất cụ thể. The appearance of BTS, a famous K-pop band, in a Uniqlo t-shirt. Đó, cái hình ảnh của ban nhạc BTS xuất hiện trên cái áo phông của hãng Uniqlo has recently led to, đã dẫn đến này, một xếp hàng dài, incredibly long queues in front of Uniqlo stores across Melbourne. Đó, họ đưa ra ví dụ rất là hay. Đó, sự xuất hiện của ban nhạc BTS, một cái sản phẩm áo phông, yeah, đã dẫn đến là giới trẻ xếp hàng dài trước cái cửa hàng Uniqlo ở Melbourne để mua. Đó, như vậy là nó ảnh hưởng rất là nhiều. In my opinion, advertisement with famous singers and actors involved can influence the shopping habit of customer, especially the youngster. À, những người nổi tiếng, những người trẻ tuổi. Đó, the youngster. Đó, thì câu này nó cũng vẫn đi theo cấu trúc như cô nói. Câu 1 là giới thiệu này, chủ điểm này. Câu 2 là giải thích này. Đó, câu 2 giải thích này. Câu 3 là ví dụ này. Một ví dụ dài. Và câu 4 đưa ra quan điểm.
Đó, bài này được 7 điểm rưỡi sở dĩ như vậy bởi vì từ vựng tốt, ngữ pháp hay, toàn các dùng các câu ghép và câu phức. Ví dụ rất cụ thể, có tên, có Uniqlo, K-pop, BTS, ok, và có opinion. Đó, theo cấu trúc rất là rõ ràng. Ok, thì đây là cái mà chúng ta nên tham khảo. Đoạn 2, cô sang đoạn 2 này. Đoạn 2 các con viết tương tự. Nào, đoạn 2, sau đoạn 2. Paragraph 2, chúng ta cũng viết tương tự như vậy. Nào, viết theo cấu trúc y hệt như vậy. Paragraph 2, cũng viết tương tự như vậy. Nhá, viết tương tự như vậy. Cũng từng câu một, cứ theo cái cấu trúc này của cô mà viết, không lạc đi đâu được. Nhá, không lạc đi đâu được. Điểm thi không bao giờ bị kiểu như là on and off. Viết như này là điểm thi rất đều. Nhá, chúng ta điểm rất là đều. Nhá, 5 rưỡi là 5 rưỡi, 6 là 6 điểm. Đó, không bao giờ bị lạc. Nhưng mà chú ý là bám chắc đề bài, không bị lạc đề. Nhá, đây chỉ là gợi ý. Đó, cái template này có thể áp dụng cho tất cả các bài. Cái mẫu này có thể áp dụng cho tất cả các bài. Đó, luôn luôn là như thế. Câu 1 là giới thiệu, ý chính 1. Câu 2 là giải thích, câu 2, 3 giải thích. Đó, câu tiếp theo là đưa ra ví dụ cụ thể. Và câu tiếp theo là đưa ra ý kiến của mình, opinion. Và đoạn paragraph 2 chúng ta viết tương tự nha. Giờ cô sẽ hướng dẫn các con viết phần kết luận. Nào, conclusion. Viết kết luận. Nào, conclusion. Viết kết luận. Nào, kết luận chúng ta sẽ viết gì ạ? Nào, ai cho cô biết kết luận chúng ta sẽ viết gì nào? Kết luận viết gì nào? Kết luận chúng ta sẽ viết như thế nào? Nhá, nhớ đoạn 2 chúng ta viết tương tự như thế. Nhá, đoạn 2 viết tương tự như thế, kèm mẫu đấy. Đó, đây là ví dụ cô vừa xem nè. Lát nữa sau buổi học này cô sẽ gửi cái slide này cho lớp mình để về nhà xem lại nhé. Ok, giờ cô hướng dẫn viết phần kết luận của bài này. Nào, kết luận chúng ta sẽ viết trong từng khoảng 2 đến 3 câu. Đó, câu 1 sẽ viết gì? Theo các em câu 1 sẽ viết gì nào? Ok, we need to summarize, chúng ta gọi là summarize hay người ta có thể nói là restate, đúng không? Restate lại, ở đây cụ thể bài này người ta hỏi là what effects does it have on our lifestyle? Vậy restate cái above mentioned effect. Yeah, chúng ta sẽ summarize lại những cái ảnh hưởng mà chúng ta nói ở hai cái đoạn ở trên. Nhá. Above mentioned effects, chúng ta restate lại, chúng ta summarize lại. Và chúng ta khẳng định cái câu trả lời là yes cho cô. Bởi vì câu hỏi của bài này là to what extent does advertising influence our choices as consumers? Ok, và đấy, câu này là câu 1, câu 2. Chỗ này có thể viết 1 đến 2 câu. Yeah. Và câu cuối cùng chúng ta có thể đưa ra cũng lại restate lại. Your opinion. Ok, opinion. Restate your opinion. Như vậy là phần kết luận chúng ta cũng chỉ viết 2 đến 3 câu, viết rất là đơn giản. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau viết nha. Nào, bây giờ cô sẽ viết cùng với các con. Nào, bây giờ ở trên nhá, chúng ta nói hai cái ảnh hưởng mà có thể làm thay đổi cái thói quen mua sắm hoặc cái quyết định mua sắm. Đấy là sự tham gia của các celebrities trong quảng cáo và gì nhỉ? Và các cái clips ở trên cái media platform, đúng không? Đó. Rồi, nha, đây. Đây là quảng cáo của Unip. Rồi, ok. Nha. Đây là muốn nói về promotions and sales. Bài của Trang này, bài của Ngọc này. Ok. Đây ở trên chúng ta muốn nói đến đây. The video on social media platform. À, hai cái yếu tố này làm nó thay đổi. Ok, vậy chúng ta sẽ restate lại như thế nào? Nào, câu đầu tiên là chúng ta sẽ nói yes, là có ảnh hưởng. Chúng ta sẽ yes như thế nào đây? In conclusion, ok,
chúng ta phải có một cái từ này để signal cho cái reader, có examiner là đây là kết luận của chúng ta, in conclusion, hoặc chúng ta có thể dùng là to conclude, yeah, or in summary, okay, many ways, hoặc là to wrap up, yeah, okay, to wrap up or in a nutshell, okay, thì đấy là một cái cách để signal rằng là đây là kết luận. Và có những cái liên từ như thế này nó cũng sẽ giúp tăng cái cohesion và cái coherence của cái essay của mình, nó sẽ được điểm vì đây là một trong những tiêu chí chấm. Ok. Now. Yeah. Appearance of famous people, yeah, in advertisement, yeah, to some, như viết chính tả sai đúng không? Advertisement đây rồi, to some certain extent, từng mực nào đó, yeah, and the videos on social media platform, okay, platform, yeah, have, yeah, considerably influence, yeah, the consumer choices, lựa chọn in shopping. Okay, chúng ta sẽ viết một câu comment, một câu this is, nếu không chắc chắn thì chúng ta có thể dùng một động từ như động từ seems hoặc động từ appear, điều này, đó, nếu không chắc chắn nhá, hoặc nếu muốn tăng cái mức độ tình thái của bài thì chúng ta dùng các cái động từ này, this appear to be, yeah, unavoidable, không thể tránh được, okay, unavoidable, oh, yeah. This seems or this appears. Đây là một trong những cái thủ thuật để giúp điểm cao hơn này, để tăng tình thái của bài lên nhá. Không khẳng định nhiều bởi vì đôi khi nó là những ý kiến ở nhiều chiều. Chúng ta nên viết ở dưới dạng là trung tính, neutral. This seems or this appears to be unavoidable in modern life or in digital life, công nghệ số đúng không? Điều gì cả bị ảnh hưởng. Or in modern life. Okay? Yeah. Rồi, chúng ta có một câu, như vậy là cái câu đầu tiên cô đã restate lại, đúng không? Cô đã viết tóm tắt lại hai cái ảnh hưởng mà chúng ta nêu ra ở trong phần thân bài. Đó là sự tham gia của các người nổi tiếng này, nó bị ảnh hưởng này, và các cái videos on social media platform. Đó, thì cô đã tóm tắt lại ở đây. Và cô có thêm một dùng từ là considerably để biết cái mức độ ảnh hưởng. Ok? Nhá. Câu thứ hai, cô đang muốn nói đến một cái câu bình luận, ý kiến của mình, là unavoidable. Và câu thứ ba, chúng ta cần có một câu về opinion nữa. Có thể viết như nào ạ? Customer có thể đưa ra một lời khuyên, đúng không? Customer should be smart and more informed. Okay. Before... purchasing, a shopping item, okay, mua sắm một cái đồ vật nào đó, a shopping item, before purchasing a shopping item, customer should be smart or more informed, okay, more informed, có thêm nhiều thông tin, okay, thì đây là một cái kết luận cô viết, để tóm lược lại cái ý mà chúng ta đã bàn ở trên, đã viết, luyện tập ở trên. Ok? Thì về nhà các con có thể viết theo cái sườn này. Đó, chúng ta sẽ viết 2 đến 3 câu. Đây là cái sườn chúng ta ngồi viết nhá. Đây có thể là cái sườn. Đó. Summarize lại cái ảnh hưởng ở trên này và restate lại cái opinion của mình. Đó, thì về nhà chúng ta sẽ viết lại cái bài này.
hôm nay là mới chỉ có xem được bài của một số bạn viết thôi. Đây, bài đây. Rồi, bài đây. Ok. Bài của Ngọc, bài của Trang, bài của Linh, chúng ta mới chỉ xem được bài của một số bạn thôi. Thì về nhà các con viết hoàn chỉnh cái bài này và nộp lại cho cô nhá. Rồi buổi sau có thời gian cô sẽ chữa trên lớp, cô sẽ chọn một số những cái lỗi gọi là common mistake của lớp mình để có thể sửa cho lớp mình, hoặc cô có thể feedback lại individually nhá. Nếu như không có thời gian thì cô sẽ gửi feedback individually. Ok, lớp mình được chưa nhỉ? À, về nhà chúng ta cũng sẽ viết cho cô cái task 1. Hôm nay chúng ta không động đến cái task 1 nhá. Hôm nay chúng ta tập trung vào cái task 2. Vì lần trước chúng ta đã luyện cái task 1 rồi nhá. Về nhà chúng ta cũng sẽ ngồi viết 20 phút cái task 1 này cho cô nhá. Nhớ là set the time 20 minutes and write within 20 minutes only. Nhá, cố gắng viết trong 20 phút và nộp lại cho cô để cô biết là lớp mình đang ở cái mức độ nào, để cố gắng để giúp các con cải thiện. Ok, nhớ nhá, viết 20 phút chứ không phải viết 1 tiếng đâu nhá. Task 1, only 20 minutes allowed. Ok, nhá. Chúng ta còn thời gian thì chúng ta sẽ chuyển sang phần speaking. Let's look at the speaking for today. Look at the speaking. Yeah. Okay. Oh, the topic is holidays. Yeah, I love holidays. But we are having a very long holiday, don't we? Holiday. Yeah. Chúng ta luyện tập, ở đây chúng ta có 4 sentences, 4 questions for part 1. Nào, nhắc lại cho cô cái cách trả lời part 1 nào. Nhắc lại cho cô cách trả lời part 1. Thủy Tiên, are you still here? Thủy Tiên, Phát Oan trả lời như nào? Phát Oan, tell me, Phát Oan trả lời như nào nào? Nhớ là câu Phát Oan và Phát Suy đều là những câu hỏi, nhưng cái cách trả lời khác nhau nhá. Ở mỗi một phần chúng ta lại có cách trả lời khác nhau. Nào Phát Oan, chúng ta sẽ cách trả lời là gì nào? Đầu tiên là như nào nào? Trả lời tầm 2 đến 3 câu. Correct. Chúng ta không nên trả lời quá dài ở phần part 1 mà chỉ là from 2 to 3 sentences. Ok. Tiếp. Ví dụ nhá. What is your definition of the perfect holiday? What is your definition of the perfect holiday? Yeah. Trả lời từ 2 đến 3 câu. Tien, can you answer the question? For part 1 and part 3, you don't have time to prepare. Okay? Now, what is your definition of the perfect holiday? To my point of view, the perfect holiday is a definition by a holiday that you can spend time with your friends and family in a nice in a nice place, like the beach, yeah, or in some resort, excellent. Or even in the jungle. Yeah, excellent. Câu hỏi của con, câu trả lời rất là tốt rồi đấy. Yeah. Nhưng mà cô muốn làm cho nó tốt hơn bằng cách là con đã có là in my point of view, or in my perspective, thì con không cần nhắc đến cái definition nữa. Ok, cái definition ở đây thực ra người ta hỏi là what is your opinion of a perfect holiday? Một cái cách khác là opinion. Khi con đã nói là in my perspective thì chúng ta không nên có cái từ definition, nó sẽ bị repeat lại, nó bị lặp lại nhá. Chúng ta chỉ cần như thế thôi là nó sẽ là một cái perfect answer. Ok, the perfect holiday. Rất là hay rồi đấy. Tiếp, cô mời nào bạn nào. Khánh hôm nay không đi học phải không nhỉ? Lan Nhi. Lan Nhi, first question. Are you still there, Nhi? Dạ. Ok, con trả lời câu 1 cho cô. Câu 1 là câu gì ạ? Now, what is the definition, your definition of the perfect holiday? Là cái gì ạ?
Đây. Speaking, task one, part one. Nó lúc thi không có thời gian để nghĩ đâu nha. Chúng ta làm như nào để có thời gian để nghĩ một chút nhỉ? Chúng ta có cái hedging như nào nhỉ? Nào, có những hedging như nào? Mình được phép hedging một cách tự nhiên mà. Hedging như nào nhỉ? Well, let me think for a moment. Kiểu như vậy đúng không nhỉ? Well, let me think for a while. Yeah. Đối với những câu khó khó thì mình có thể nói như vậy. Đúng không? Can you give me some second? Ok. Thì trong cái lúc đấy chúng ta có thể có thêm một ý tưởng nào đó. Now, what is your definition of perfect holiday? Nhi? Oh my God. My definitions of the perfect holidays ngại quá. Your brain go blank. Okay. Điểm mười học lại level 5. Cố gắng các bạn chưa đi cô. Không. Bạn cô. Câu này không đây là một chủ điểm. Part 1 là những chủ điểm rất quen thuộc. Đó, đó là như thế. Part 1 luôn luôn là chủ điểm rất là familiar. Chúng ta nghĩ thì chúng ta trả lời thôi. Cần gì phải cầu kỳ đâu nhỉ? Trong đầu em bây giờ xuất hiện những cái ý như kiểu như nào? Quan trọng là cái cách mình nói thôi. Chứ họ cũng không care về cái content đâu. Bởi vì trong các cái tiêu chí chấm điểm ý, chẳng có cái tiêu chí nào nói về content cả. Chỉ có phần fluency này. Fluency tức là con có phản ứng nhanh và có nói được trôi chảy hay không này. Fluency này. Có vocab tốt hay không này. Có grammar, có accuracy hay không này. Đó. Thì đấy là, hoặc là pronunciation có ok hay không. Chứ họ không care gì đến cái content cả. Đó. What's your definition of perfect holiday? Well, my definition of a perfect holiday is firstly is to wake up early in the morning, maybe 6 or 7 a.m. Then I can take exercise on maybe a little, which I don't do every days in the casual days, and it would be better if I'm home alone, so I can do everything I want, and I don't need to care too much about so I don't have to care too much about what will my parents think, or do they like it or not. Okay, so remember in part one, you are expected to answer the questions in two or three sentences. So cô có thể nói lại cái ý của con mà có thể làm cho nó cô đọng hơn nhá. Ví dụ mình nói là in my mind, hoặc in my opinion, a perfect holiday is very simple. Đó, thì người hình dung ra là rất là simple. Yeah. Very simple. When I can stay alone at home. Okay, I can stay alone at home without interruption of anybody. Ok, chấm hết, chỉ là 2-3 câu như vậy thôi. Đúng không? Bởi vì con có thể nói là, vì con nói là con không muốn là care xem là bố mẹ nghĩ gì, rồi muốn ở nhà một mình. Đúng không? Vậy thì nói là in my mind, a perfect holiday is very simple. Just stay at home alone without caring, hoặc là without caring about other people thinking, or without the interruption of other people.
Okay. Yeah, that's fine. That's perfect holiday. Yeah. Yeah. Cố gắng nói cô đọng, nói xúc tích. Yeah, nhưng mà vẫn muốn diễn đạt được ý của mình. Okay. Yeah. Good. Now, move to question two. What do you do to prepare for a holiday? What do you do to prepare for a holiday? Okay. Đến xem quên danh sách nè, xem điển danh nha. Nhi rồi, Ngọc. Không Ngọc, please. Uh-huh. What do you do to prepare for a holiday? I think I bring personal item and some medication. Stomach ache and headache medicine. Okay. Okay, cool. Yeah. Good. Ngô Thu Trang, what do you do to prepare for a holiday? Actually, besides prepare and set up my own personal thing like cozy or cosmetic, I also search on the internet to know more about the culture or traditional custom of the region where I will go to. Uh-huh. Yeah. Như vậy là cả hai bạn đều có những cái ý dẫn gần giống nhau. Nhưng mà cô muốn tóm lại, ví dụ như là chúng ta có thể nói một cách cô đọng hơn nhưng mà nó vẫn chi tiết. Ví dụ mình nói là it depends or it's up to the length, hoặc là it's up to how long the holiday is. But generally before the holiday, we need to make some bookings for accommodation, for the sightseeing. Okay, so we need to make some bookings for accommodation, like hotel, okay, where we stay. Okay, so we need to make some bookings for accommodations, for sightseeing, okay, or for even for restaurant. And we need to pack up our personal belongings. Such as clothes, some cosmetic, yeah, etc. Vậy chúng ta chỉ có hai việc chính, yeah, là make some bookings or pack up, yeah, pack up. Now, which areas of your country do you find the most appealing? Appealing means the most wonderful, appealing, the most beautiful, yeah, the most beautiful. Cô mời Minh Ngọc. Well, from my opinion, I think that the areas in my country, specifically in the Vietnam, is the most stunning. That is the south in Vietnam, because not only the weather in here is not strict as well as in the north of Vietnam, but also some cities in there near the beach, and so it can like attract a lot of the travelers to come there and enjoy it. Okay, như vậy là cố gắng là on the topic. Ở đây người ta hỏi là which areas, thì con trả lời là southern of Vietnam, the south. Yes. In my opinion, yeah, the most wonderful. Nhớ là cố gắng avoid những cái từ người ta cho sẵn. Người ta cho sẵn từ appealing thì chúng ta có thể dùng từ fabulous, wonderful, okay? Hoặc chúng ta có thể dùng những từ như magnificent nếu như muốn nói những cái cảnh hùng vĩ, okay? Thì chúng ta cố gắng tránh mà dùng các cái từ synonym để thể hiện là chúng ta có vốn từ vựng riêng của chúng ta, chứ không phải chúng ta lấy cái từ của họ, okay? Chú ý điều đó nhé. Vì phần vocab cũng là một phần mà họ chấm điểm trong phần speaking, nhá. Yeah. In my opinion, the most wonderful and the most wonderful part of Vietnam, where I come from, yeah, is the south of Vietnam, yeah, because there are so many, yeah, wonderful or fabulous or awesome beaches, okay, and it is full of sunshine there,
Tôi chỉ cần nói 2-3 câu như vậy thôi. Yeah. Còn nếu như mà con nói là attract more travelers, yeah, attract more travelers, thì nó hơi off the topic một chút. Tuy nhiên thì cũng không care lắm, bởi vì họ cũng không care về nội dung. Nhưng mà cái ý mà nó bị off the topic, tự nhiên nó làm cho cái phần nói của mình nó không được coherent, nó không được kiểu như là nó kết vào với nhau, nó dính được vào với nhau. Đó, thì chỉ cần nói 2-3 câu full of sunshine, hoặc là many variety of beaches, okay, yeah, southern of Vietnam, because there are variety of beaches and it's full of sunshine. Okay, now question 4, what do tourists like to do when they come to visit your country? Thủy Tiên, are you still there? Yes. Question number four. What do tourists like to do when they come to visit your country? As far as I know, when a foreigner come to my country to travel, they would go to historic place or entertainment place, or just go and visit the famous place like Hồ Gươm, Ho Chi Minh Mausoleum, or some museum. Okay, good, yeah, good. Nhớ là câu hỏi ở đây người ta là to do, muốn làm gì. Okay, thì của con là có phần visit, tức là phần sightseeing. Ngoài ra chúng ta có thể nói là Vietnamese food is famous all over the world. So I guess chúng ta có thể thay bằng các cái từ đệm. I guess hoặc I believe. Yeah, I assume. Yeah. I guess tourists tend to try as much food as possible. Họ muốn thử đồ ăn của Việt Nam. Du khách nước ngoài họ rất là thích đồ ăn Việt. Đó. Thì mình ngoài cái to do ở đây là go sightseeing như con nói, thì chúng ta có thể bổ sung thêm vào một số những hoạt động khác, đúng không? Như là try new food. Yeah, go shopping. Okay. Something like that. Yeah. Move to part 2. Chúng ta chuyển sang phần thứ 2 nhá. Nào. Bài này thì chỉ được chuẩn bị trong vòng 1 phút. Và nếu mà nói thì sẽ nói 1 đến 2 phút, nhưng cô advise các con là nói trong khoảng 1 phút 45 giây. Yeah, đến 2 phút. Yeah, không nên nói ngắn quá và không nên nói dài quá. Vì nói dài hết 2 phút là người ta sẽ interrupt mình và mình sẽ không nói được hoàn chỉnh đầy đủ cái bài này. Nó ảnh hưởng đến cái cohesion và coherence của bài nói vì mình chưa kết luận được. Đó. Thì đây là một chủ điểm. Describe country that you would enjoy visiting. Nếu là visiting nha, a country. Yeah. You should say where the country is. Tức là chúng ta phải miêu tả một chút về địa lý của nó. It is located ở đâu đó. In Europe. Okay, in America or in Asia, or in Southeast Asia, or East Asia, Đông Á, okay, like Japan, okay. So we need to say the location of the country. Where is it? Okay, what the country is known for, what it's famous for. Okay, famous for food, famous for natural wonders. Okay. Like famous for wine, rượu, okay, or so you need to say what the country is famous for. Which famous landmarks or tourist sites are associated with it? Vậy chúng ta phải name and describe, phải miêu tả một số những cái danh lam thắng cảnh ở cái nước này. Ví dụ chúng ta chọn Paris, we need to say Eiffel Tower. Okay, or if you choose China, we need to say some kind of Great Wall, whatever. So it depends on the country you choose. You need to say and describe, name and describe some of the famous landmarks or tourist sites for sightseeing, famous. Why you would enjoy visiting it? Why? The reason behind. Yeah, yeah, the reason, the rationale. Why you want to visit this country?
Yeah, so you can say there are several reasons. Yeah, so the first reason is, the second reason is, or another reason is, etc. So now I will set 1 minute for you to prepare, and then I will call all of you, yeah, to practice this one. Với bài này cô sẽ gọi tất cả cả lớp lên nhá. Một phút, cô sẽ hẹn giờ 1 phút bắt đầu. 1 phút bắt đầu. Okay, time fly. 1 minute so short. Yeah. Trong kỳ thi, trong lúc thi ấy, chúng ta còn thấy 1 phút nó ngắn hơn rất là nhiều. Có bạn nào đã từng thi IELTS thật chưa? Chưa ai thi à? Đó. Thì lúc mà thi thật ấy là lúc mà chúng ta sẽ thấy 1 phút nó ngắn hơn bình thường rất là nhiều. Bởi nó có nhiều những cái yếu tố về tâm lý. Đó. Thì nếu như trong 1 phút, giả dụ như các bạn không chuẩn bị được hết, thì chúng ta phải làm gì ạ? Hãy cố gắng nhìn vào những cái gợi ý của họ. Ở đây họ có 4 ý: where the country is, và cố gắng trả lời đúng cái câu hỏi này. Thế là xong. Đúng nhỉ? Có nghĩa là để mà đạt được điểm số 5.5 hoặc là 6 for speaking, thì cô dạy lớp mình, cô thấy những cái bạn mà thường xuyên đến lớp như này là cô nghĩ là có khả thi. Nhà các con chịu khó cố gắng luyện tập hơn một chút nữa, là trôi chảy hơn một chút, cô nghĩ là sẽ đạt được. Nhà chưa trả lời, chưa chuẩn bị xong, hãy nhìn vào các cái clues mà họ cho ở đây. Thường là có 3 đến 4 cái clues, 4 cái bốn cái gợi ý như này. Nha, giờ chúng ta sẽ luyện tập nha. Cô sẽ gọi từng bạn một. Ai xung phong nói trước? Cô volunteer? Con ạ. Ok, con mời, cô mời. Diệu Linh đúng không? Hay là Ngọc cơ nhỉ? Linh, ok. Từ từ nhá, cô cũng thử bấm giờ nhá. Yeah. Nếu mà hết 2 phút là nó sẽ kêu, nhá, đồng hồ nó sẽ kêu. Nhưng mà cô show cho con cái, cô show cái cho con được không ạ? Hả? Cô show cái bài... Ok, nhìn thấy chưa? Ok, start. Yes. So far in my life, I have a lot of opportunity to visit a lot of countries. So in my heart, the best country I want to introduce for you is my country, East Vietnam. East Asia country. Yes, and now my country is developing with industry, but people in here still remain traditional culture. And you know, my country has a famous for food and natural. People can try a lot of traditional food, such as phở, bánh mì, and a lot of nature make people fall in love, such as Hạ Long or Đà Nẵng, Hội An. You can come over and try the local life. Yes, and a landmark or a tourist site really famous in my country I think is landmark 81 in Ho Chi Minh City. You can see the
surrounding on here and feel the sunset or sunrise in the summer. Yes, and I really want to enjoy a lot of destination in my country, because I want to share the immersion of my country for other people to develop my country. Mm-hmm. Okay, thank you Ling. Yeah, which is good. Your talk is good. However, you haven't finished for the last question. Why you enjoy visiting it? Okay. So cái này cô nói rất là nhiều buổi nào cô cũng nói rồi, nhưng cô vẫn phải mạnh. Đấy là gì? Chúng ta cần phải luyện tập để chúng ta cảm nhận được cái 2 phút là nó khoảng thời gian nào, nó lâu như thế nào. Đó. Thì khi chúng ta sẽ là 2 phút là sẽ nói được khoảng 13-14 câu, hay là mình nói 12-13 câu, hay nói 15 câu, hay nói 10 câu. Nó tùy thuộc vào cái tốc độ nói của mọi người. Nhưng có một điều đang ghi nhớ là ở đây người ta không chấm điểm tốc độ nhá. Fluency ở đây không có nghĩa là nói nhanh nhá. Fluency là chúng ta nói trôi chảy và không phải dừng lại để nghĩ. Đó, mà nói liên tục, nói trôi chảy, không dừng để suy nghĩ thì người ta gọi là fluency. Nhưng fluency không có nghĩa là nói nhanh. Chú ý nhá. Nên là mỗi một bạn tùy theo tốc độ nói của mình mà tự biết là 2 phút nó sẽ như thế nào, là các con nói được bao nhiêu câu. Đó, theo cô gợi ý là các con có thể đọc một cái bài nào đó, hoặc các con viết cái bài này ra sang viết cho các con đọc tốc độ bình thường. Ví dụ nó là 14 câu mà hết trong 2 phút, thì khi con nói thật ý, thì con chỉ nói khoảng 12 câu thôi, con phải vừa nói vừa nghĩ cái đọc, đúng không? Thế nên là luyện tập, tự luyện tập ở nhà càng nhiều chủ cũng càng tốt, nhưng mà phải thời gian cho cô. Thứ hai là phải đọc kỹ đầu bài. Ở đây Linh không đã bị lạc đề, bởi vì người ta nói là một đất nước mà mình rất là thích thú để visiting, thì cô hiểu ở đây là con phải miêu tả một đất nước mà không phải Việt Nam, bởi vì nó là quê hương của con thì không phải là enjoy. Còn nếu như người ta nói là describe a region, một vùng nào đó, thì con có thể miêu tả miền Nam, miền Bắc hay là gì đó. Cô không chắc chắn lắm, cô nghĩ là như thế. Nên miêu tả đất nước khác, hoặc là nếu mình không phải là người Việt thì mình có thể miêu tả Việt Nam. Hoặc là có thể là nếu mà Việt kiều lâu rồi không chúng ta cô nghĩ là chỉ một chút thôi, học là topic không hẳn đâu. Đấy là theo quan điểm của cô. Ok, nhưng mà phần các cái phần kia còn nói rất là được. Cô nghĩ là luyện tập chú ý thêm một số những điểm cô vừa góp ý đấy, chắc chắn là có thể đạt được mục tiêu đấy. Nào, bạn tiếp theo. Cho ta hết thời gian rồi, cho tranh thủ thời gian một chút. Bạn tiếp theo nào, ai xung phong? Ai xung phong nào? Diệu Linh nói rồi, Thu Trang nói không? Ngô Thu Trang. Cô kích con, à dạ, em đây ạ. Có ạ. Có đúng không? Nào. Nhầm rồi, đây, ai đây? Em đây ạ. Em nói luôn được chưa ạ? Ok, start. Actually, although I have been to China once, but I still want to visit China again another time, another season of the year. China is a famous country with a rich historical and cultural capital. And it was the point that attracted me. I expected to visit and discover more about Forbidden City in Beijing and the stories surrounding it. Not only the ancient future of China, China also grows with industrial city such as Shanghai or
Saga Shanghai is a very energetic city with many interesting tourist attractive and moreover I also want to try the food here and buy silk and tea products because tea product is a very is very famous product of China. I hope that I will do this business for the epidemic of Corona. Okay, cool. Yeah. Trang, chắc chắn là sau buổi học này nhá, bởi vì cô nghĩ là để mà improve cái nói của con ấy, con phải record lại cái phần nói của mình cho con nghe, tự con nghe. Đấy là cái cách cô đã làm với chính cô. Cô cũng mắc một cái tật giống Trang, đó là khi nói rất là ầm ờ, cứ ầm ừ, tức là những cái đấy nó không thuận lợi cho mình khi đi thi, bởi vì nó sẽ thể hiện là kiểu mình vừa nói vừa nghĩ ấy. Vừa nói vừa nghĩ chứ không phải là trôi chảy. Đấy. Nói trôi chảy thì có nghĩa là có thể mình cũng có thể nói chậm hơn một chút để mình nghĩ, nhưng mà không nên có nhiều cái ầm ừ như thế. Thì con nên sửa bằng cách là con record cái bài luyện tập của con, sau đó con tự nghe. Đó, xong con lại nói lại một lần nữa, xong con lại record, con đếm xem là trong cái bài nói của mình có bao nhiêu lần mình ầm ừ như thế. Đấy là cái cách mà cô đã làm với cô đấy. Xong là mình improve lên đấy, cô cũng thấy cô tiến bộ là không dùng ầm ừ nữa. Ầm ừ nó thói quen ấy, thói quen mình nói cứ ầm ừ ấy. Đó, thì nên sửa lại, thì nó không những tốt cho cái bài IELTS này, còn sau này nếu công việc của con phải phát biểu, cần phải nói nhiều thì ầm ừ nhiều nó cũng là một cái dấu hiệu kiểu mình nói không trôi chảy, không tốt. Đó, thì cái phần đầu tiên con giới thiệu nó rất là hay, bởi vì là người ta sẽ thấy được là một cái đất nước Trung Quốc nổi tiếng với những cái lịch sử và với những cái natural wonders. Đó. Thì nên có những cái overall keyword để người ta, để mình nhấn mạnh là tại sao mình enjoy cái visiting. Đó. I have been to China and today I would love to describe China because it is a very giant. It is giant and it's very famous for many natural wonders. Yeah. So country China is in Asia, in East Asia more specifically, and it's famous for many things, but the most typical one is the gì đấy, con nói được cái địa điểm gì đấy, gọi là gì nhỉ? Great Wall. Okay, Great Wall. Okay, thì đấy là cái điểm mạnh của con, là con đã nói được cái overall idea của cái bài này, sau đó chúng ta sẽ nói chi tiết sau. Đó, thì bao giờ mình phải có cái câu 1 và câu 2, mình sẽ nói cái overall idea. Đó, hôm nay tôi muốn nói đến đất nước Trung Quốc, đất nước như nào đó, sau chúng ta mới triển khai ở cái phần chi tiết đằng sau. Đó, sau chúng ta lại có cái phần kết luận cũng là một điểm nhấn. Yeah. Why would you be sitting in? Cái tiếc là con chưa kịp nói cái phần này. Con chưa nói cái phần why you would like or why you would enjoy visiting it. Okay. Về nhà chúng ta sẽ luyện thêm nhá. Hết giờ rồi, về nhà sẽ luyện thêm cái chủ điểm này và luyện lại câu hỏi số 3 cho cô. Nếu bạn nào phần này thì optional, phần viết là bắt buộc, phần nào phát huy là phần optional. Bạn nào mà muốn cô sửa ra cái phần phát huy thì về nhà ghi âm lại cái trả lời câu hỏi của mình và sau đó gửi lại cho cô. Cô sẽ đóng góp thêm chi tiết hơn về từng cái thân mục của các con đối với cái bài này nhá. Chủ điểm tourism và chủ điểm environment thì cũng rất là frequently occur in the IELTS. So it's very important for you to study on this topic, tourism and environment. Yeah.
nhá. Bạn sẽ làm thêm bài này nhá. Cô ơi. Ơi. Con hỏi là thế bài tập về nhà bọn con nộp qua mail cho cô ạ? À, con vào phần chat nộp, cô sẽ tải xuống cô xem. Vào phần chat của buổi meeting hôm nay đúng không ạ? Ừ. Vâng ạ. Ừ. Nhá. Vâng ạ. Ok. Bạn nào vào cô, bạn nào vào cô của cô chưa điểm anh nhỉ? Hồng Ngọc này, Diệu Linh này, và Thu Trang này, Hải Linh này, Vinh Ngọc này, Lan Nhi này, Thủy Tiên. Còn ai chưa có tên mà cô đọc không? Có hết rồi đúng không? Vâng ạ. Thế vậy chúng ta stop ở đây nhá. Have a good weekend everybody. Yeah. Hello cô. Bye teacher. Bye bye. Chào cô. Cô.